Ok, chào mọi người, mình là Ryan đây. Video này mình sẽ phân tích đa khung chỉ số sức mạnh đồng đô la index để quý nhà đầu tư và các bạn học viên theo dõi và giao dịch với mình. Đầu tiên thì khá là lâu rồi thì mình cũng đã có view là DXY sẽ quay trở về vùng 120.16, nhưng mà chắc là sẽ là khá là lâu nữa thì cái vùng này chúng ta mới có thể là sử dụng được. Còn hiện tại thì chúng ta sẽ giao dịch trung hạn trong TR từ 89 cho tới đỉnh mới hiện tại là 114.8, và ở khung thời gian tháng thì giá trước đó nó đã có một cái pha phá vỡ rất là mạnh qua cái vùng supply của khung thời gian tháng ở đây, và cái vùng này nó cũng là một cái vùng flip, cho nên hiện tại thì chúng ta thấy được ở khung thời gian tháng hiện tại mặc dù trước đó là nó đã có một cái nhịp hồi phục khá là mạnh như thế này, nhưng mà khung thời gian tháng thì vẫn cho chúng ta thấy được rằng là đội bay vẫn đang kiểm soát hoàn toàn ha. Và vừa rồi thì ở khung thời gian tháng ấy nó cũng đã có một nhịp xử lý được một cái mốc IDM của khung thời gian tháng ở đây, và đối với mình thì ở khung thời gian tháng hiện tại thì giá nó đã đủ khả năng để mà có thể tăng lên một nhịp nữa, quay trở về vùng đỉnh 114.6 ở đây. Và nếu như mà mọi người để ý vào tháng trước thì chúng ta cũng có một cái nhịp mà khi mà cái cây nến này nó đâm một cái râu và nó xử lý được một cái mốc mốc thấp của 2 tháng trước ha. Vậy thì đây là một cái vùng thanh khoản rất là cao của khung thời gian tháng, trải từ khu vực 101.2 cho tới khu vực 100.8 ở đây. Và hiện tại thì đối với mình, khung thời gian tháng chúng ta khả năng cao là sẽ có một cái nhịp tăng trung hạn quay trở về khu vực 110, 112 ha. Cho nên là chúng ta sẽ tìm điểm chúng ta canh mua lên trong trung hạn. Thì chúng ta đi xuống những cái khung thời gian thấp hơn. Khi mà đi xuống khung thời gian thấp hơn ở khung thời gian week ha, giá nó có một cái nhịp hồi quy quay trở về để mà nó tạo một cái SH ở đây và giá nó đi lên, nhưng mà hiện tại là giá nó vẫn chưa có thủng qua được cái swing của khung thời gian D1. Lát nữa xuống khung thời gian D1 thì chúng ta sẽ nói sau. Rồi ở khung thời gian week, giá trước khi mà xử lý cái vùng thanh khoản ở bên dưới này thì nó cũng đã quét qua được một cái EWA2 ở trên 105.6. Vậy thì khả năng cao thì chúng ta đã có một cái chốc ở đây, và chúng ta cần phải có thêm được một cái nhịp confirm phá vỡ ở khung thời gian nhỏ hơn là khung thời gian D thì giá nó sẽ khả năng cao là quay trở về vùng đỉnh 105. Và ở khung thời gian week thì chúng ta cũng có được một cái mốc 107.8 là IDM, cũng là inducement của khung thời gian week, khi mà giá nó không thành công trong việc là nó đi lên được cái order block ở trên này để nó retest mà giá nó đã đi xuống luôn, và nó thủng qua được cái swing void, nó thủng qua được cái demand flip của khung thời gian M. Cho nên là hiện tại chúng ta cần phải chờ cho giá nó xử lý được cái mốc swing 2 của khung thời gian D này. Chúng ta xuống khung thời gian D. Rồi xuống khung thời gian D. Hiện tại ở khung thời gian D chúng ta cũng đang có một cái cấu trúc nó cũng tương đồng với hắc tâm phen như mình nói lúc nãy. Đó là giá nó thất bại trong việc là nó retest được cái order block quan trọng ở trên này. Sau đó là giá nó đi thẳng xuống, nó xử lý qua được cái swing low ở bên dưới này. Đó, vậy thì khi mà hiện tại nếu như giá nó quay trở về, nó xử lý được cái mốc swing 2 này thì khả năng cao là chúng ta đang có được một cái nhịp tăng confirm từ khung thời gian D cho lên lên trên khung thời gian week. Hiện tại ở cấu trúc ngắn hạn hơn ở khung thời gian D, ở đây chúng ta cũng đang có một cái Lewy chain. Chúng ta cũng đang có một cái Lewy chain và chúng ta cần phải chờ cho giá nó đẩy qua được khu vực 102.8 để mà confirm cho chúng ta một cái nhịp tăng để mà chúng ta có thể mua ở bên dưới những cái khu vực ở bên dưới này, ở quanh 101.4.7. Những ai mà chúng ta mong muốn một cái risk nó thấp hơn, một cái rủi ro nó thấp hơn thì mọi người có thể đi xuống những cái khung thời gian 4 giờ và 1 giờ để mà chúng ta chờ confirm chúng ta bắt lên. Nhưng mà đối với mình thì như thế là không cần thiết, tại vì đây đã là một cái cấu trúc khá là đẹp của khung thời gian week và khung thời gian M.
Rồi, thì chúng ta cũng sẽ có một số những cái lưu ý, tại vì đây là một cái confirm và mình làm video này để thông báo cho mọi người. Cho nên nếu như mà giá nó có thể quay trở về, nó thủng qua ngược lại cái đáy 101.7 này, thì nó sẽ tạo ra một cái lower low nữa, và khả năng cao là cái vùng 112 ở trên này nó sẽ trở thành một cái vùng vô hiệu ở khung thời gian D. Cho nên là nếu như mà giá nó thủng qua được vùng này thì mình sẽ cập nhật cho mọi người ở trên nhóm. Ok, thì đó là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh trong thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.